hai xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình bình net lời nói đầu tiên cho mình bình net xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui niềm vui của mình đó các bạn là được giao lưu với tất cả các bạn à, mình sẽ chia sẻ về những cái kinh nghiệm của mình tích lũy những cái nào hay mình gửi, sẽ gửi đến tất cả các bạn hoặc mình sẽ à, quay clip mình giới thiệu về những cái mẫu xe mới để cho các bạn tham khảo để lựa chọn được một cái mẫu xe mà mình ưng ý nhất với mình uh, sử dụng phù hợp nhất nha. Uh, thì ngày hôm nay mình sẽ lên uh, tất cả các dòng uh, xe Acer 155, uh, 150 uh, phiên bản 2023 và 2024 để cho các bạn tham khảo về những cái màu sơn cũng như uh, về những cái phiên bản, phiên bản nào mà phù hợp với uh, tất cả các bạn để cho các bạn có thể tham khảo biết được uh, cái màu sơn á mình muốn mua là phiên bản nào mà phiên bản đó là được trang bị những cái công nghệ gì ở trên cái phiên bản hay các bạn thì mình sẽ quay trước về cái mẫu xe 155 hay mươi bạn các bạn hai cái màu, màu đen xám và màu xanh GB mình sẽ quay màu xanh GB cho các bạn tham khảo trước nha. Thì nói về cái màu xanh GB là ở phiên bản ABS các bạn. Phiên bản ABS thì nó có tất cả là 6 màu các bạn. Màu xanh GB một cái mẫu màu mà hầu như là nó được nhiều bạn ưa chuộng nhất các bạn. Đó nếu mà bạn nào mà yêu quý ở màu xanh thì nói chung màu xanh GB 2024 thì nó quá xuất sắc các bạn từ cái điểm thói màu cũng như được thiết kế về mẫu tem à, một cái nét đẹp ở cái phiên bản màu xanh GB màu xanh GB mình đã quay cho các bạn là phiên bản ABS các bạn thì phiên bản ABS là sử dụng hệ thống khóa thông minh sạc cây nè có công sạc 12V là các bạn vào phần trước là phần hai bê tông kèm theo đó là ABS các bạn đĩa là sử dụng đĩa lớn các bạn đĩa lớn lên đến bảy mm À, ở phiên bản ABS mà sử dụng để lớn thì một cái mẫu thắng khá là, là 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 cứng cáp và an toàn cho các bạn sử dụng xe kế tiếp là phiên bản tiêu chuẩn các bạn màu đen xám các bạn ở phiên bản tiêu chuẩn được phối một cái mẫu màu là màu bóng hết các bạn à, đen bóng và màu xám bóng thì cái màu xám với màu đen các bạn nó nó không có mà chói với các bạn nó liền luôn các bạn các bạn nhìn sơ qua thì các bạn À, không có thấy màu xám các bạn tưởng đâu là màu đen bóng không các bạn và được phối một cái mẫu tem là màu đỏ à, cho nó sáng xe nó nổi lên cũng như nó tạo cái nét đẹp các bạn thì ở phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng phát cơ các bạn à, giống như mẫu em 150 các bạn và phanh trước là một cái tông à, nghe các bạn không có cộng sạc 12 v các bạn động cơ thì nó như nhau hết nó chỉ khác về những cái công nghệ được trang bị ở trên xe thôi các bạn kế tiếp đó là em màu vàng xám nha bạn một cái mẫu màu khá là sáng luôn cho bạn nào mà yêu quý cái sự sang trọng và thích cái màu nổi các bạn các bạn có thể chọn màu vàng xám các bạn vàng xám đen được phối là màu vàng bóng nè màu xám và màu đen bóng các bạn kèm theo đó là mẫu tem ở cái màu này nó đẹp lắm nha các bạn bạn nào mà yêu quý màu sáng hoặc màu vàng các bạn có thể chọn phiên bản À, tiêu chuẩn ở cái màu vàng xám này là phiên bản tiêu chuẩn các bạn nó giống hết các bạn về động cơ là tất cả các phiên bản đều giống hết chỉ có là nó khác về à, những cái trang bị ngoài như là ổ khóa thông minh này các bạn thắng ABS thôi các bạn còn những tính năng về động cơ á, thì nó đều như nhau hết các bạn kế tiếp là em màu trắng trắng đen à, ở phiên bản ABS nha các bạn màu trắng đen phiên bản ABS thì được phối cái mẫu mâm là màu vàng đồng kèm theo đó là mẫu tem các bạn màu trắng thì nó nó sạch sẽ các bạn, được phối thêm cái mẫu mâm màu vàng đồng nếu mà bạn nào không thích cái, cái mâm màu vàng đồng thì mình có thể phối là màu, màu đen cũng được các trắng đen. À, kế tiếp em Alexander 150, một cái mẫu màu mà nhiều bạn trẻ thích, nhiều bạn hay thích về mẫu 150 về kiểu dáng các bạn, nó thon gọn, nó nhỏ nhắn, nó nhỏ hơn nhắn, nhìn nó nó nó, nó thon. ở màu 150 các bạn thì một cái mẫu màu mới thì nó có ba màu mới các bạn như là màu xám mâm đỏ các bạn xám đen mâm đỏ các bạn thấy không cái mẫu màu nó đơn giản nhưng mà nó mang lại một cái nét đẹp ở cái tông màu các bạn và phối mâm là màu đỏ các bạn mẫu tem cũng vậy các bạn tem thì thuộc khối là những cái viền đỏ luôn các bạn và cái tem chúng ta một năm mươi màu đỏ luôn các bạn đậu kế hai chiếc các bạn một năm mươi thì nó gọn hơn một tí các bạn còn về công nghệ thì một năm thì nó đỉnh nhất các bạn cái tiếp là em màu xám xanh ở phiên bản ABS luôn các bạn màu xám xanh này thì được phối giữa cái màu xám nhám và màu xanh nhám nha các bạn và kèm theo đó là mẫu tem các bạn nó nó vô cùng là đẹp luôn các bạn khá là đẹp ở cái phiên bản ABS màu xám xanh các bạn tem đẹp nè màu sơn đẹp nữa các bạn mà nằm ở phiên bản ABS thì một cái mẫu xe quá xuất sắc luôn các bạn thì nhiều bạn hỏi mình á ở màu xám xanh này chạy có dơ không anh thì thật ra là màu nhám thì màu nào nó cũng vậy các bạn khi mà các bạn sử dụng rồi thì nó sẽ mất bớt đi cái lớp nhám các bạn khi các bạn rửa hoặc các bạn sử dụng thì theo thời gian nó bớt đi lớp lớp nhám thì nó nó như những cái màu bình thường đó các bạn nó không cũng không có dơ quá các bạn kế tiếp cũng là phiên bản ABS ở cái màu đen các bạn màu đen được khói mâm màu dạng độc một cái mẫu màu đen mà nhiều bạn hay thích màu đen thì các bạn có thể chọn cái mẫu màu này thì nhiều bạn cũng hỏi mình đó các bạn cái mẫu ốp đầu trên mình có thể phối màu đèn bóng không được nha các bạn hoặc các bạn không thích cái mẫu ốp đầu 2024 thì các bạn có thể phối cái mẫu trên của 2023 cũng được bạn kế tiếp là màu trắng ngọc trai trắng xám các bạn phiên bản 2023 các bạn 2023 nó tất cả 2023 2024 động cơ đều như nhau các bạn không có thay đổi gì chỉ khác thay đổi về là 2024 thêm phiên bản ABS đó các bạn và thêm những cái màu mới để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn các bạn còn động cơ thì như nhau hết các bạn những tính năng hầu như thì nó cũng giống nhau hết các bạn nó không có cái gì thay đổi chỉ thay đổi về phần trước tí thôi các bạn cũng là màu xanh GB các bạn nhưng màu xanh ở đây là của xe G15V3 các bạn một cái mẫu xe kiểu dáng sport nhiều bạn mà thích À, về những cái mẫu mô tô phân khối lớn á thì à, các bạn có thể chọn mẫu g15 các bạn tuy là phân khúc 155 nhưng mà nó mang lại cái kiểu dáng à, khá là hầm hố luôn các bạn kế tiếp là phiên bản tiêu chuẩn các bạn à, màu xanh bạc các bạn cũng là màu xanh nhưng à, nó giống cái màu xanh dương các bạn được phối màu bạc màu xanh nhiều hơn màu bạc các bạn ở à, phiên bản cao cấp nha bạn phiên bản cao cấp thì phanh trước là vẫn là phanh hai bích tông nhưng mà không có ABS các bạn ở phiên bản cao cấp vẫn sử dụng hệ thống khóa thông minh sờ mặt cây và có cổng sạc 12V luôn các bạn chỉ có phiên bản tiêu chuẩn mới không có thôi các bạn ở cái màu xanh này thì mình nhìn thấy nó tạo một cái sự đơn giản cũng như một cái phối màu nè cũng như cái mẫu tem hoặc cái thiết kế về cái màu sơn các bạn được phối giữa màu xanh với một cái mẫu màu bạc nó tạo nên một cái sự mới hoàn toàn đây, bạn nào mà yêu quý cái mẫu xe cổ điển đó, thì có thể chọn à, mẫu xe edit 155R Một cái à, phân khúc là 155 nha các bạn Một cái mẫu xe về kiểu dáng cổ điển à, Vừa mang lại cái à, nét đẹp cũng như một cái sự hầm hố các bạn Như à, những cái mẫu xe mô tô vậy các bạn Ở cái màu xanh bạc phiên bản này, xin tâm 1552023 nha các bạn Màu à, xanh bạc một cái mẫu màu à, cũng là màu xanh các bạn nhưng mà được phối à, cái màu với mẫu tem các bạn đó mỗi màu màu thì nó có một cái nét đẹp các bạn à, kế tiếp là màu à, trắng đỏ phiên bản kỷ niệm 60 năm cũng 2023 nghìn hai luôn các bạn 2023 thì 2024 thì nó khác nhau về ngoài hành tiết về phần mặt nạ trước các bạn và hai bốn và có trang bị thêm phần thôi các bạn màu à, vàng vàng xám à, cũng là 2023 luôn các bạn à, một em cuối cùng là màu đen một mẫu màu mà à, 2023 được nhiều bạn ưa chuộng nhất các bạn màu đen mà được phối với tem cũng như dàn chân là mâm màu dàn đồng khá là đẹp luôn các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào